Hello, hello, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok anh em ơi, lại là mình đây anh em ơi. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái chuyên mục đó là review top những cái nhà cái uy tín nhất, đáng chơi nhất và đáng để mình kiếm lãi nhất năm 2023 này anh em nhá. Hiện tại thì nhà cái cũng tràn lan luôn anh em ơi, để mà mình tìm hiểu và tìm kiếm một cái nhà cái nào đó nó uy tín để mà chơi ấy thì cần phải một thời gian trải nghiệm cái đã. Anh em đừng hấp tấp quá, vào phát là chơi luôn là không được anh em nhé. Mình phải tìm hiểu cho nó kỹ càng vào đấy, sau đó mình chơi cũng chưa muộn anh em ạ. Chứ bây giờ vào phát ùn phát chơi luôn thì mẹ rất là dễ bị dính những cái nhà cái bịp đấy. Bây giờ bịp cũng nhiều anh em ơi, bịp nó làm cũng tràn lan lên, còn những cái nhà cái xanh chín thì anh em lại không chơi, mẹ đi chơi những cái nhà cái bịp. Bởi vì sao? Bởi vì nó khuyến mãi nhiều đấy, nó khuyến mãi nhiều, nó có những cái chính sách đó là mời gọi người chơi rất là ghê gớm, và những cái chiêu trò nói chung là rất là tinh vi luôn. Nhưng mà thực ra nó là áp bịp mà anh em, nó có khuyến mãi cho anh em một củ mà được 10 củ thì anh em cũng có rút được đâu, đúng chưa? Anh em nạp vào anh em có rút được đéo đâu, mà nó muốn khuyến mãi bao nhiêu thì nó khuyến mãi thôi chứ, đúng chưa? Đấy. Thì hiện tại thì tôi đã và đang chơi những cái nhà cái mà tôi cho là uy tín nhất. Thứ nhất ấy, đó là thằng 68 game bài. Nhà cái 68 game bài hiện tại mà tôi đang chơi anh em nhá. Thì thật ra thì mình chơi game nào thì mình thấy ok thì mình review nó là ok thôi, đúng chưa? Chứ mình không phải là tâng bốc hay là cái gì hết. Đấy, mình quan trọng là mình kiếm lãi thôi. Còn mày như thế nào thì bố mày. Làm sao mà tao cảm thấy ok uy tín mà tao kiếm lãi là được, đúng chưa? Đấy. Thì cái con 68 game bài này thật ra thì nó có một cái rất là hay mà không có nhà cái nào có thể làm được. Đó là nó có tích hợp đầy đủ sảnh live và sảnh 3D song song với nhau. Rất đầy đủ những cái con game hot nhất thời điểm hiện tại luôn. Đấy. Cái vấn đề này tôi đã tìm hiểu rất là kỹ và tôi thấy rất là hợp lý anh em ơi. Bởi vì nhiều khi mình chơi chủ yếu là mình banh bóng đúng chưa, nhưng mà nhiều khi chán quá hoặc là nghỉ giữa giờ mình vào mình chơi mấy tay mình tài xỉu bầu cua gì đấy nó cũng rất là vui mà anh em, đúng chưa? À, tất nhiên là nếu như không phải là chuyên môn của mình thì mình chơi bé thôi à. Bởi vì tôi nghĩ là xuất phát điểm trước đây của anh em ấy, trước khi vào chơi những cái con game bài đổi thưởng và những cái nhà cái như thế này ấy, thì xuất phát điểm đầu tiên là anh em sẽ chơi tài xỉu đấy, tôi nghĩ như thế đấy. Con tài xỉu là con phát triển đầu tiên anh em đấy. Thì thằng 68 game bài nó đã làm được điều đó, nó bê nguyên luôn. Trước đây thì Sunwin cũng làm nhưng mà Sunwin thì không 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 banh bóng là không chơi được, nó làm ra làm màu thế thôi anh em ơi. Sunwin thì không chơi được banh bóng, tôi đã chơi thử rồi và rất là có một thời điểm thì cũng chơi được một thời gian, nhưng mà sao tôi không hiểu sao một thời gian nó nghỉ luôn, nó không làm nữa, nó khóa luôn, nó khóa lên cái sảnh sảnh live luôn anh em ơi đấy. Còn những thằng nhà cái như Cubet thì nó chỉ có những cái sảnh sảnh live thôi, live trực tuyến thì nó nói thẳng với em nó đừng có chơi nữa, chơi mấy cái con sóc đĩa và baccarat ở Cubet thì thôi, tốt nhất là đừng có chơi nữa anh em nhá. Thật sự đấy, lời khuyên chân thành của tôi đấy, chơi mấy cái con game đó thì mẹ mình chỉ rõ thêm thêm nhức người thôi anh em ơi, không được cái gì hết. Ok thì hôm nay tôi sẽ nhân tiện đây thì cũng làm tí sóc đĩa anh em ơi. Nhân tiện đây thì cũng làm tí sóc đĩa nhỉ, để tôi xem nào, baccarat hay là sóc đĩa đây. Ok sóc đĩa đi. Ok hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi sóc đĩa trên 68 game bài như thế nào cho nó hiệu quả, như thế nào cho nó an toàn anh em nhé. Thật sự cái con nhà cái 68 game bài ấy thì để mà mình bắt cầu sóc đĩa của nó rất là dễ anh em ạ, rất là dễ luôn. Đấy, thật sự rất là dễ luôn. Anh em chỉ cần bám cái cầu của nó được, bởi vì nó đi rất là đúng cầu anh em ơi. Cái này không phải ai cũng chơi được, không phải ai cũng 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 có thể bám được cái cầu. Nhiều anh em là chơi theo kiểu nóng vội hấp tấp ấy, chơi một hai ván mà cảm thấy là cầu mà xấu xấu gãy gãy là bắt đầu không chơi nữa, không theo cầu nữa, cứ bẻ lính ta linh tinh, tiếng đánh chặn tiếng đánh lẻ đấy, bắt đầu là thua chắc chắn là thua luôn. Chơi mà không bám cầu là thua, có thể là anh bám cầu anh thua một hai tay nhưng mà anh sẽ thắng được 10 tay. Còn nếu mà không bám cầu có thể anh ăn hai tay nhưng chắc chắn là anh sẽ thua 10 tay. Đấy, đấy là cái mà tôi đã đúc rút ra rất là nhiều rồi. Cái kinh nghiệm riêng của bản thân tôi đấy anh em ạ. Cái mà nhà cái nó hướng đến người chơi đó là nó sẽ đánh vào những cái thằng mà chuyên gia bẻ cầu.
Thì bây giờ nhá, nó đang đi một cái cầu bể chẵn khoảng 10 tay. Đúng chưa? Bây giờ anh em bẻ 10 cái lẻ, có phải anh em chết ngay tại chỗ không? Mà khi bẻ nó có phải là bẻ bẻ ví dụ hôm tiếng đầu tiên là một củ này, tiếng thứ hai sẽ là hai củ này, tiếng thứ ba sẽ là bốn củ này, thường bẻ anh em sẽ gấp thêm như thế. Em nó ra cho 10 tay thì vốn đâu nữa mà anh em gấp, đúng chưa? Đấy, mình suy nghĩ đơn giản thế thôi. Đấy, cho nên là chơi đấy, tốt nhất là nên bám cầu thì mà chơi. Thật sự luôn, có gãy thì mình cũng kiểu không bị cay cú lắm. Bởi vì mình đã chơi theo một cái nguyên tắc rồi. Mình đã chơi theo một nguyên tắc rồi thì có gãy thì mình cũng cũng, cũng cảm thấy là thôi ok, không có vấn đề gì, mình làm lại thôi. Đấy, chứ bây giờ mà cứ bẻ bẻ đông bẻ tây một cái, chẵn một phát, lẻ một phát. Đấy, như thế là rất là dễ gãy anh em, gãy gãy thẳng căng luôn đấy. Thật sự luôn, gãy thẳng căng luôn. Đấy, cho nên là những cái đấy thì anh em phải lưu ý cho tôi. Đấy, chơi như thế nào để cho nó ra lãi, chơi như thế nào cho nó hiệu quả. Chứ đừng chơi theo kiểu cảm xúc, cảm tính quá nhiều. Chơi theo cảm tính, nói thật với anh em là 10 người thì 9 người thua, còn một người là hòa vốn. May lắm là hòa vốn anh em. Đấy, mình chơi tầm này, mình chơi là tầm này nhà cái nó không 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 như hồi xưa nữa đâu. Hồi xưa là anh em chơi dễ hơn rất là nhiều. Mà chơi cứ vào đánh lính ta linh tinh, anh em nào mà biết biết giữ tiền thì anh em nó thắng, còn anh em nào mà kiểu chơi bừa bãi quá thì thua thôi. Tầm này nhà cái mẹ nó cầu nó đi rất là kinh khủng, mình chơi mình phải nắm nắm bắt được những cái điều đó để mình chơi phải có một cái nguyên tắc nhất định, chứ đừng có chơi theo kiểu trước đây nữa. Chơi theo kiểu trước đây mẹ có bao nhiêu cũng hết thế luôn anh em, có bao nhiêu anh em cũng hết. Tôi không nói điều làm cái gì, trước đây tôi kiểu chơi theo kiểu đó là rất là phóng khoáng luôn. Mẹ ví dụ bây giờ nhận lương phát 20 củ vào, 20 củ là chơi đúng hai tay, mỗi tay 10 củ, chết chết nhăn răng luôn. Đấy, tầm này ai chơi như thế này anh em, chơi như thế là chỉ có ném tiền qua cửa sổ thôi. Tầm này mình chơi là mình phải vạch ra cho mình một cái phương hướng ngay từ đầu rõ ràng. Đó là hôm nay mình sẽ chơi bao nhiêu, lãi bao nhiêu và lỗ bao nhiêu thì mình nghỉ. Đấy, mình rõ ràng ngay từ đầu như thế thì sẽ không ai có thể là dắt mũi được mình hết. Đấy. Đấy là những cái mà tôi muốn chia sẻ với anh em, bởi vì trước đây tôi đã từng vấp rồi anh em ơi. Tôi đã vấp rồi cho nên là tôi muốn chia sẻ cho anh em để anh em rút ra được cho mình một cái bài học và chơi như thế nào cho nó hợp lý anh em ạ. Tầm này thì phải phải có lãi mới chơi nhá. Húp này, mẹ ba đỏ kìa, vãi cả linh hồn. Lên cho cái ba trắng này ngon luôn. Lên cho cái ba trắng là ngon lành luôn này. Má cày nhờ. Ôi giời ơi luôn. Ôi giời ơi thật sự luôn. Tiếp tục vẫn bệt này. Đấy thì anh em nói nha, với các bệt như này nha, cầu bệt như này nha, nếu mà nó gãy thì ok không sao, tay thứ sáu thứ bảy vẫn ok, nhưng mà nó đi 10 tay thì bắt đầu vốn đâu nữa mà anh em gấp, đúng chưa? Đơn giản thế thôi, khoảng tay thứ bảy thứ tám nó bắt đầu thấy hết vốn rồi đấy. Nếu mà chơi theo gấp thép ấy, thì tay thứ bảy thứ tám nó bắt đầu chết ngon nhăn răng rồi, chứ làm sao mà mình đủ tiền để mình gấp được. Chả nhẽ bây giờ anh em đánh tay mỗi tay khoảng 2-3k đúng chưa, mà đánh vốn to thì mình không đủ, mình không đủ 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 cái vốn để mình gấp. Đấy, cho nên là mình đánh mình hạn chế bẻ cầu lại anh em ơi, tốt nhất là như vậy. Mẹ mới đánh ba đỏ lên ba trắng, mà đánh ba trắng lên ba đỏ vãi cả linh hồn luôn. May mà vẫn ăn cái lẻ đấy, không sao, không vấn đề gì, vẫn húp được hai cái lẻ ngon lành rồi. Húp được hai cái lẻ sáu sáu củ nhỉ, ở đâu năm củ bốn củ hai củ là sáu củ chứ, nhưng mà trừ hai cái ấy củ sáu nữa là còn bốn củ đấy, còn bốn củ đấy, trừ lãi là còn bốn củ đấy. 26M này, 27M này, lãi 3 củ rồi. Bây giờ tiếp tục hay không đây? Tối nay thì cũng có một số trận banh, nhưng mà hình như tối nay Real Madrid đá hay sao ấy. Nhưng mà mẹ tầm này La Liga tầm này thì nó định đoạt hết rồi, nên là nó cũng rất là khó chơi. Để tôi tí được nghiên cứu có cái kèo là vui vui ra đồng tí cho vui nha mọi người. Ok, hiện tại lãi 3 củ, không biết có nên tiếp tục không nha. Cầu đang bệt lẻ này, bắt phát ba đỏ xem thế nào. Húp, mẹ mày sắp đôi kìa, vãi cả linh hồn. Má phải chi nó đi cho một cầu nữa thì sao, mẹ đúng sáu tay rồi mà mình vẫn đánh gắng này. 6 8 10 là những cái tiếng bẻ này. Mình vẫn đánh gắng làm cái gì ra? Thề luôn, nhéo hiểu đánh gắng làm cái gì. 6 8 10 đúng đúng thật, những tiếng tiếng bẻ mẹ em. Luôn luôn khắc ghi ở trong đầu đó là những cái tiếng bẻ 6 8 10 mà em vẫn chen chúc vào. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Thề luôn ông ơi. Má cay. 8 có tiếng hồi không nhỉ? Không hồi đâu. Sóc đĩa nó ít khi nó hồi lắm.
thế rồi, không không định bắt cái tứ, nhưng mà thôi không đánh tứ đâu, tầm này đánh nhanh thắng nhanh thôi, đánh nhanh thắng nhanh, nhanh rút vội thôi anh em ơi. Chặn lên này, mẹ mày là lên ba trắng này, vãi chưa, ôi rồi ôi luôn, vẫn có tiếng hồi lạy luôn. Tay này sẽ lên ba đỏ này, tôi sẽ phất vào ba đỏ tay này, phất luôn ba đỏ này, năm củ này, một củ này, ok rồi, đây giữ lại 15 củ anh em nhá, thua là nghỉ luôn không chơi nữa đâu, thua là chắc là sẽ nghỉ luôn đấy, không chơi nữa nha. Mở có bát mẹ ba đỏ rực rỡ luôn, ba đỏ lên là rực rỡ luôn này. Tay này tôi nghĩ là lẻ rồi, tay này tôi nghĩ là lẻ rồi, nhưng mà không biết là ba đỏ hay ba trắng thôi, nhưng mà tôi nghĩ là lẻ rồi, khả năng cao là lẻ rồi nha mày. Đấy mẹ mày ba trắng kìa, vãi cả linh hồn. Má tay này lên ba đỏ chốt lãi nghỉ luôn rồi, cái nhỉ, nãy giờ cứ lan man mãi như thế thì không 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 hơn không kém gì. Thôi có khi là tôi sẽ nghỉ thôi nha mời, để dành tối nay làm mấy trận banh, như thế là cũng lãi hai củ rồi đấy. Thì lan man nãy giờ thì ấy anh em, lâu lâu vào anh em cho trò thế như thế thì cũng rất là ok mà anh em đúng chưa, lâu lâu vào chọt mấy tay như thế thì cũng ok để dành tiền đánh bóng thôi, chủ yếu là banh bóng anh em ơi. Thì với những cái nhà cái như 68 game bài thì tôi khuyên anh em là nên chơi, nên trải nghiệm một lần để xem nó thế nào anh em nhá. Thì cái đường link tôi sẽ gắn ở phần mô tả cho anh em, anh em có thể vào trải nghiệm thoải mái, nếu cảm thấy ok thì chơi, còn không thì thôi chả có vấn đề gì hết. Đấy, mỗi người sẽ có một cái tư duy chọn nhà cái riêng của bản thân mình, không phải ai cũng giống ai. Có thể là tôi nhìn thấy là cái điểm này là ông tốt nhưng mà cái điểm kia là ông không được tốt thì tôi sẽ không chọn. Đấy, có thể bạn thích cái điểm này của tôi nhưng bạn không thích cái điểm kia nên là bạn sẽ không chọn tôi, đơn giản như thế thôi. Mà tôi muốn review và chia sẻ cho nhau một cái nhà cái thật sự uy tín để anh em cùng nhau kiếm kiếm lãi mỗi ngày, đánh bại nhà cái anh em nhé. Ok, có lẽ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.